Dự án khu tái định cư thủy lợi Phước Hòa có 2 khu, khu 10 ha ấp Suối Ngang và khu 80 ha ấp 6 thuộc xã Nhà Bích. Cả hai khu đều có địa hình bằng phẳng, giáp đường nhựa, thuận tiện cho việc sinh sống lâu dài. Trong đó, khu 10 ha chỉ cách quốc lộ 14 hơn 1 km, còn khu 80 ha cách quốc lộ 14 hơn 5 km. Đường giao thông đi lại thuận tiện, dễ dàng. Hạ tầng thiết yếu phục vụ sinh hoạt của người dân ở hai khu tái định cư, điện, nước, đường giao thông đầu tư tương đối hoàn chỉnh. Thế nhưng sau hơn 10 năm nhận đất tái định cư, mỗi khu chỉ có vài hộ đến ở. 12 năm trước, năm 2011, gia đình anh Thái Hồng Phong là hộ đầu tiên đến ở tại khu tái định cư 80 ha. Thời điểm đó, khu tái định cư chưa có điện, nước, anh phải câu nhờ điện và xin nước sinh hoạt cách xa nơi ở nửa cây số. Gần 3 năm trở lại đây, gia đình anh Phong mới được sử dụng điện trong khu tái định cư. Không có người lên ở, có mình mà. Gia đình lên đây ở. Ủa này phân anh ta cũng trồng mì được không chứ, đâu có nhà cửa gì là của ai đâu. Theo tìm hiểu của phóng viên, có nhiều nguyên nhân khiến người dân nhận đất tái định cư không đến ở. Đó là nhiều hộ đã có nhà ở ổn định tại nơi khác, đất tái định cư quá xa trường học, chợ. Nguyên nhân chính là khu tái định cư không có điện, nước sinh hoạt. Công trình cấp nước tại khu 80 ha đầu tư xây dựng năm 2010, nhưng 9 năm sau, lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp mới được xây dựng để vận hành bơm nước. Do đầu tư dàn trải và quản lý chưa tốt nên các thiết bị đã xuống cấp hư hỏng. Tại khu 80 ha, trước đây bồn nước đã từng bị rơi xuống đất, một trạm biến áp bị trộm tháo lõi đồng bên trong. Năm 2009, nhà nước đầu tư hơn 1 km đường nhựa vào khu tái định cư 80 ha. Trải qua nhiều năm, mặt đường bong tróc, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi. Riêng các tuyến đường nhánh, kết cấu nền sỏi đỏ đã bị xói mòn, nhiều đoạn mương sạt lở, cỏ dại che phủ, càng làm cho khu tái định cư thêm hoang tàn. Về đây ở được mới có vài hộ thôi, cho nên là nó cũng chưa được đông đúc lắm. Mà tôi cũng lấy ý kiến của dân ở đây thì nói là nó chưa có, nhất là nước mà không có sinh hoạt được thì là về ở đây lấy nước đâu sinh hoạt. Đó. Cho nên là dân chúng tôi có vẻ là cứ chờ cái nguồn nước để có cung cấp để cho dân xài thôi. Xây dựng nhà máy nước lên đây thì mười mấy năm nay thì xây bỏ hoang như lãng phí quá, mà dân chúng tôi thì không có nước xài, cho nên là không tập trung về ở được. Ông Phan Văn Hoành là một trong nhiều hộ dân bị thu hồi đất để thực hiện dự án thủy lợi Phước Hòa. Năm 2011, ông được cấp 18 lô đất tại khu tái định cư ấp 6 xã Nhà Bích, nhưng đến nay mới xây dựng nhà ở. Lý do ông chưa vội làm nhà là vì còn chờ nhà nước đầu tư công trình điện để vận hành cấp nước. Điều nghịch lý là khi đã có điện thì nhà máy nước lại bỏ hoang. Bởi qua nhiều năm không sử dụng, công trình cấp nước đã xuống cấp hư hỏng. Người dân phải khoan giếng sâu hàng chục mét để lấy nước sinh hoạt. Bằng dự án đầu tư của đoạn nhựa này cũng hơn km và không có vận chuyển gì, bây giờ xuống cấp là hư hỏng rất nhiều. Rồi là những cái con đường mà lâu thì là làm đường sỏi thì nhà nước cứ chảy, nó là hư khoét thành là mương máng hết rồi, không có đi lại được. Cho nên bà con đúng ra thì con lớn của người ta cũng muốn là xây nhà để cho là cho con ra riêng, nhưng thấy cái dự án này thực hiện cái hạng mục là không đảm bảo, cho nên bà con cũng còn chần chờ. Sau khi nhận đất tái định cư, các hộ dân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do khu đất bỏ hoang nhiều năm không có người quản lý nên người dân đến trồng mì. Vì vậy, mốc ranh giới thực địa đã bàn giao cho các hộ trước đây đã bị làm sai lệch. Khi người dân có nhu cầu làm nhà, phải đề nghị chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã Chân Thành đo đạc, xác định lại mốc giới. Hồi đó là cấp thì cấp tên cái thửa đất trên giấy thôi. Thì coi như chỉ vô là biết mình coi trong cái băng đồ thì biết. Mà nhưng bây giờ cục mốc cũng không có luôn. Yêu cầu là coi như là bên tỉnh và bên cấp trên xem xét lại để bổ sung dự án, sửa chữa này, đường xá, trường trạm cho nó đầy đủ để rồi người dân người ta vô người ta làm nhà để người ta ở. Hiện nay trong số những hộ nhận đất tái định cư, nhiều gia đình có con cái trưởng thành đã tách hộ chia đất cho con. Tuy nhiên,
họ chưa đến làm nhà ở vì còn chờ nhà nước đầu tư nâng cấp sửa chữa các công trình điện, nước, đường giao thông. Thì tôi cũng có cái dự kiến về đây mà cất nhà ở, nhưng mà khi nào mà đường xá rồi cho nó hoàn chỉnh, rồi điện nước rồi đó, để rồi tôi mới cất nhà ở, chứ giờ về đây ở mà nó chưa hoàn chỉnh như thế này thì rồi nóng nực rồi này kia cái nọ, rồi làm sao mà nở được. Theo phê duyệt quy hoạch xây dựng khu dân cư nông thôn 80 ha, ngoài công trình điện nước, khu tái định cư sẽ được bố trí xây dựng các công trình công cộng gồm trường học, trung tâm văn hóa, thể dục thể thao, chợ, trạm y tế, trụ sở ấp, hoa viên và cây xanh. Đến nay, những công trình này vẫn chưa được triển khai xây dựng. Những cái quy hoạch hạng mục là trường, những cái khu công cộng như trường học, rồi mầm non và cấp 1, rồi hai nữa là chợ, ba nữa là cái sân bóng chuyền, bóng đá, thứ tư nữa là bây giờ là trạm y tế, thứ năm nữa là cái ban văn phòng, thứ sáu là cái những cái công viên, nhưng là giờ toàn bộ là cái khu này chưa có thực hiện cái hạng mục đó. Cũng mong ban dự án để nghiên cứu rồi là làm sao để là đầu tư cái hạng mục cho bà con hưởng lợi. Hiện nay cả hai khu tái định cư đều chưa có đến 10 nóc nhà. Các công trình công cộng tại khu 10 ha như trường học, công viên cây xanh cũng chưa được xây dựng. Riêng công trình cấp nước, nhà văn hóa đã xây dựng thì lại bỏ hoang lâu ngày, xuống cấp, hư hỏng. Qua nhiều lần bà con cử tri cũng có nhiều ý kiến. Thứ nhất là về cơ sở hạ tầng, thứ hai là xuống cấp, là gây khó khăn cho bà con. Vậy để mà cho người dân tập trung vào khu tái định cư làm nhà ở và sinh sống, thì đối với địa phương thì cũng mong ban quản lý dự án là đầu tư nâng cấp hệ thống đường giao thông trong khu tái định cư. Hai nữa là về cái hệ thống nước sạch, cũng mong ban quản lý là vận hành các cái nhà máy nước trong khu tái định cư cho bà con lấy nước sinh hoạt. Được biết, các công trình tại hai khu tái định cư thuộc dự án thủy lợi Phước Hòa được đầu tư bằng vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á, Quỹ Phát triển Pháp, AFD. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao tỉnh Bình Phước thực hiện hợp phần bồi thường khu lòng hồ dự án Phước Hòa trên địa bàn tỉnh. Cuối năm 2019, nguồn vốn xây dựng khu tái định cư dự án thủy lợi Phước Hòa kết thúc. Do vậy, việc nâng cấp, sửa chữa các công trình chưa thể thực hiện. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đang thực hiện thủ tục bàn giao hạ tầng hai khu tái định cư cho Ủy ban Nhân dân thị xã Chân Thành quản lý. Công trình điện tại khu tái định cư đã được bàn giao cho Điện lực thị xã Chân Thành. Hiện nay, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đang phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh để bàn giao công trình cấp nước sạch sinh hoạt cho đơn vị quản lý và khai thác, vận hành.